Đây là tập phim rùng rợn nhất trong Xin cậu bé bút chì. Nhìn cái mặt của bà cô này đi. Bà ta trực tiếp nuốt chửng một miếng thịt gà sống. Kazama ở phía sau trùng hợp nhìn thấy cái lưới của mẹ mình. Cậu cực kỳ căng thẳng gọi mẹ vài tiếng. Bà mẹ nghe thấy liền quay đầu lại. Không có bất kỳ biến hóa, vẫn quen thuộc như ngày thường. Có thể là do cậu hoa mắt rồi. Thế nhưng giây tiếp theo, mẹ của Kazama lại đem miếng thịt gà dính trên mặt cho vào trong bụng. Ngày hôm sau, Kazama ngồi trên ghế nghĩ ngơ ngẩn. Đến Masao đến rủ cậu chơi bóng cũng không đi. Phía sau có một chiếc đinh rơi vào chiếc giày của cô giáo. Kazama vừa muốn nhắc nhở, cô giáo liền giẫm thẳng lên. Thế nhưng cô giáo lại như không có việc gì, không hề đau đớn. Kazama nói ra nghi hoặc trong lòng. Thế nhưng cô giáo lại bảo cậu đừng hỏi nhiều, còn hỏi thăm tình hình của mẹ cậu. Lúc này thầy hiệu trưởng cũng đi vào tiện tay đóng cửa lại. Không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Ông ta nắm lấy Kazama đang định giở trò gì đó. Vẫn may Shinosuke vừa mới đi xong kịp thời xuất hiện. Hiệu trưởng lập tức khôi phục lại sắc mặt như ngày thường. Buổi tối lúc cả nhà Nohara ăn cơm, bàn luận về lời đồn gần đây, nói rằng gần đây rất nhiều người bị đánh cháo thành người nhân bản, người thật thì không biết ở đâu, nhưng không có ai xem là thật, đều cho rằng đó chỉ là lời đồn. Hiroshi còn lấy nó làm trò đùa, nếu như Misae bị biến thành người nhân bản, chỉ cần vẫn đủ ngày 3 bữa cơm thì vẫn không sao. Ở bên này, Kazama mở cửa phòng của mẹ ra, mẹ cậu đeo tai nghe đã nhảy nhót cả ngày nay rồi. Hàng loạt những hành động bất thường khiến cho cậu bất an, cậu ôm lấy mẹ tìm kiếm sự an ủi. Một giây trước vẫn là một bà mẹ dịu dàng tốt bụng, một giây sau đã lộ ra bộ mặt ma quỷ. Bà ta đã không đợi được nữa rồi, đợi Kazama một lần nữa đi về nhà. Bên cạnh mẹ đã có một người giống hệt mình y như đúc. Kazama cũng bị đổi thành người nhân bản. Ở bên này bố Hiroshi cũng gặp phải phiền phức, vẫn như ngày thường lơ ma lơ mơ đi làm. Đồng nghiệp Hira đến bên cạnh nói vài chuyện linh tinh. Một giây sau, Hira hắt hơi một cái, Hiroshi giơ tay làm văng cái thước ra ngoài cắm thẳng vào đầu của Hira. Thế nhưng cậu ta lại không có bất kỳ cảm giác nào, giống như bị muỗi cắn thôi vậy. Hiroshi ý thức được lời đồn kia hóa ra là thật, người đồng nghiệp trước mắt đã biến thành người nhân bản rồi. Hiroshi căng thẳng mà lấp liếm qua loa, anh bây giờ chỉ muốn quay về nhà. Nhưng vừa mới ra khỏi tàu điện ngầm đã bị Hira đuổi theo. Trên đầu của cậu ta vẫn còn cắm cây thước, thậm chí còn đưa tay ra đem cây thước cắm thẳng vào trong đầu. Mà câu nói của Hira khiến cho Hiroshi dựng tóc gáy. Cậu ta đã để người nhân bản Hiroshi thay anh về nhà, mà Hiroshi thật cần phải biến mất. Tất cả cư dân của thành phố đều bị đổi thành người nhân bản, biến thành quái vật nửa người nửa ngợm. Lúc này người nhân bản Hiroshi đang tắm cho Shin, mà Misae trong nhà bếp lại không hề biết gì, còn vì bọn họ mà chuẩn bị bữa tối. Hiroshi thật đang bị người thần bí truy sát, anh cần phải lập tức về nhà để vạch trần người nhân bản. Vẫn may anh cực kỳ quen thuộc với con phố này, đi vào trong ngõ hẻm chạy thoát thành công. Nhưng mà Hira hiểu rất nói nơi đến của Hiroshi, bọn họ cũng không cần đuổi theo nữa. Misae đang còn bận rộn trong nhà bếp, kinh ngạc nhìn Hiroshi từ bên ngoài đi vào. Nếu như nhớ không nhầm thì Hiroshi đang cùng Shin tắm rửa. Misae ngơ luôn rồi, rốt cuộc ai mới là chồng mình. Hiroshi xông vào nhà tắm, đánh nhau với người nhân bản. Bọn họ đều nói bản thân mình mới là thật, cho đến Misae và Shin cũng không phân biệt được. Bọn họ thi nhau đánh vào chỗ hiểm, người nhân bản lại không cảm nhận sự đau đớn, mà Hiroshi thật lại đau đớn rên rỉ. Misae lần này phân biệt được rồi, không có cảm giác đau chính là người nhân bản. Bọn họ hợp lực đuổi tên giả mạo ra ngoài. Thế nhưng ngoài cửa Hira và đám người thần bí đang đứng ngoài. Hiroshi muốn ôm Bạch Tuyết vào trong nhà, thế nhưng nó không ngừng sủa. Điều này chứng minh trong số họ vẫn còn người nhân bản. Misae cảnh giác nhìn chồng, Shin cũng ở một bên thêm mắm thêm muối. Lúc nào Bạch Tuyết chạy xông vào, nó đi qua Hiroshi làm ra một động tác với Shin. Shin trước mắt lại ngơ ngơ không biết gì cả, rất rõ ràng Shin cũng bị đánh cháo rồi. Hiroshi giả lái xe tông thẳng vào nhà, đám người thần bí bao vây chặt lấy bọn họ. Nhà Nohara đang không biết phải làm sao, bên ngoài vang lên tiếng thắng xe. Shin thật cùng với một chị gái đến cứu bọn họ. Lần này Shin nhận ra được động tác kia, nhà Nohara không có cố kỵ gì mà lên xe rời khỏi nơi này. Chị gái là một cảnh sát, cô đã quan sát đám người nhân bản này từ rất lâu rồi. Lúc này đám Masao phát hiện gia đình đã bị đánh cháo rồi, tập trung lại trong công viên. Người nhân bản phát hiện ra nước mũi của Bo, đám người thần bí xông lên, lại bị đám người Shin vội chạy đến cứu được ra ngoài. Theo như lời chị gái nói, cả thành phố này trừ bọn họ ra đều là người nhân bản, cả đường đi người nhân bản chặn khắp các nẻo đường, đám người Shin không có đường chạy, bị mắc kẹt trong thành phố. Lúc này Bo đề nghị có thể đi đường núi vòng qua thị trấn bên cạnh, mọi người tán đồng ý kiến của cậu. Thế nhưng bọn họ vẫn coi thường năng lực của người nhân bản, đến đường lên núi cũng bị bọn họ bao vây. Lúc này một người nhân bản trực tiếp xé rách nóc xe của bọn họ cùng nhau xông lên bắt cả bọn lại, rồi đem mọi người đến tổng bộ nhân bản. Bọn họ nhìn thấy nguyên liệu để nhân bản
bản là khoai nưa, bọn chúng nghiền nát khoai nưa rồi gia công, thông qua khuôn để tạo hình. Còn thiếu bước cuối cùng, bọn họ quét lên trên người một lớp tương, nằm vào trong lò nướng. Thời gian kết thúc, người nhân bản ra lò, giả Kazama, Bo, Nene đã hoàn thành. Lúc này một đám người thần bí kéo đến, âm nhạc vang lên, bản năng thôi thúc bọn họ cởi quần áo, bắt đầu khiêu vũ. Thì ra bọn họ đều là người nhân bản của thành phố này. Tên Boss đứng sau từ đi xuống, cô là một cô gái cực kỳ diễm lệ, mà câu nói tiếp theo của cô ta khiến nhà Nohara nổi da gà. Cô ta nói Hiroshi trước mắt là người nhân bản thành công nhất, giống như người bình thường vậy, có cảm giác đau đớn còn không bị âm nhạc làm ảnh hưởng. Misae và hai đứa con ánh mắt trở nên sắc lẹm. Hiroshi không ngừng lấy ra chứng cứ chứng minh bản thân, Misae liền ngăn cản chồng, cô tin người chồng trước mắt mình là thật. Đám người nhân bản cùng nhau xông lên, vẫn may chị gái kịp thời chạy đến, tiêu diệt được rất nhiều người nhân bản. Cô lấy ra một dung dịch, người nhân bản chỉ cần bị dính một chút là bị tan ra ngay. Hiroshi đem nó xịt vào tay của mọi người, phản kích bắt đầu rồi, mà chị gái lại cùng với đại boss thi đấu khiêu vũ. Cô dùng cách này để đánh gục đối phương. Ở bên này, đám người xin đánh bại người nhân bản, tìm được tất cả dân cư bị nhốt lại, bị ảnh hưởng của người nhân bản. Bọn họ nghe thấy âm nhạc cũng bị ép phải nhảy, xin lại chuồn đến bên cạnh chị gái, nhận được cảm hứng từ xin. Chị gái vừa mới thi nhảy thất bại xong lấy lại được ý chí, nhảy điệu samba, cư dân thành phố ở phía sau cũng cùng cô nhảy. Khác với trước đó là lần này bọn họ đều này do ham muốn của bản thân. Đại boss thất bại, mặt nạ của cô ta vỡ ra, lại xuất hiện khuôn mặt hệt như chị gái. Điều này còn chưa xong, cơ thể của cô ta bắt đầu tan chảy, biến thành một ông chú. Thì ra ông ta là bố của chị gái, mà điệu nhảy samba của cô cũng được bố công nhận. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói, tôi đang xem cái quần què gì đây.